Mập Thánh vẫn nhỉ. Dạ em nghe thấy rồi. Ừ rồi, hôm nay lại nick khác à, tên khác à? Dạ bữa nay tụi em mới cài lại trên máy tính đó thầy, thanh cấn đó Và bây giờ bác tiếp tục đi nhé. Chị Thanh tiếp tục chị Đào đi, để cho các bạn làm việc thôi. thầy. Dạ bây giờ mình báo cáo qua bên cái phần mà định luật không Định thầy. luật và ứng dụng ở định luật trước đấy. Dạ. À, phần định luật Hoa em báo cáo trước thôi thầy, em chung nhóm với của chị Thanh đó. không? Dạ chị Hoa báo Rồi mời Hoa. dạ thầy, cô thấy bài của em không ạ? Chưa hay. Chưa hả? Ừ. Chưa. Dạ để em coi lại cái. Thấy Chuẩn bị thấy. chưa? Thấy à Hoa? Dạ. Dạ rồi em xin được trình bày thì có gì thiếu sót thì thầy cô đóng góp thêm. Thì theo em tìm hiểu thì cái chỗ mà các cái con đường hình thành định luật á, thì ở đây tại vì mỗi một cái định luật thì nó sẽ khác nhau, cho nên ở đây thì mình sẽ có ba cái con đường điển hình để hình thành định luật. Thứ nhất là xây dựng định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa thực nghiệm. Cái con đường thứ hai là xác định định luật thông qua xây dựng định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa lý thuyết. Và cái cách thứ ba là xây dựng định luật xuất phát từ những cái mệnh đề lý thuyết tổng quát mà đã biết. Thì sau đây em xin trình bày cái cách xây dựng định luật. Cái thứ nhất là xây dựng định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát hóa thực nghiệm. Thì đối với cái con đường này đó thì sẽ tạo cho học sinh khả năng tiếp xúc trực tiếp với cái đối tượng nhận thức, nhận biết được những cái dấu hiệu cảm tính của chúng, rồi từ đó xuất phát và cũng là cái tiêu chuẩn để xem chúng ta nhận thức được là có phải chân lý không. Xong cái quan sát trực tiếp thì bao giờ cũng chỉ thu được những cái biểu hiện bên ngoài rời rạc của sự vật hiện tượng, do vậy mà cần phải tiến hành một cách quy nạp để rút ra các cái thuộc tính bản chất, những cái mối liên hệ có tính quy luật, là khái quát thành định luật. Thì sau đây em đưa ra một cái ví dụ, tức là ở lớp 11 á, thì khi tìm hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì này ở dưới cấp 2 thật ra mấy em cũng học cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng rồi, và các em nó sẽ đi tìm xây dựng cái định luật là tìm cái tia tia phản xạ, thì nó sẽ làm cái thí nghiệm mà là tìm cái góc tới và góc phản xạ để thấy được, làm cái thí nghiệm để thấy hai cái góc bằng nhau. Nhưng mà ở lớp 11 thì nó hơi khác chút, thì cái khi mà làm cái ví dụ này thì em cũng lưỡng lự lắm, nhưng mà em đứng ở trên cái vương vị là tại vì khi mà dạy á, thực tế nói lớp ở dưới lớp 9 các em nó đã được học hiện tượng này, nhưng mà thật sự là lên tới lớp 11 mà để hỏi kêu định nghĩa lại là nó không có định nghĩa được. Cho nên cái chỗ định luật khúc xạ ánh sáng thì ở đây em cũng dạy theo cái cách gọi là đi từ cái thực nghiệm. Thì đầu tiên là cho các em quan sát thực tiễn theo như cái hình 26.1 sách giáo khoa, tức là cái cốc nước mà có để cái thìa ở trong đó. Thì thật ra các em nói được hiện tượng nhưng mà để mà nêu nó thành định nghĩa thì nhiều khi các nhiều em không có nhớ. Thì đưa ra các em sẽ đưa ra được cái khái niệm các cái tia khúc xạ rồi góc khúc xạ vân vân. Rồi thì từ cái định nghĩa đó thì mới đặt học sinh vào cái vấn đề là vậy thì cái tia khúc xạ nó sẽ truyền theo hướng nào và có mối quan hệ gì giữa cái hướng của tia tới và hướng của tia khúc xạ. Thì thật ra cái chỗ này dưới lớp 9 các em cũng học được rồi nhưng mà nó cũng không nhớ. Nên là ở đây thì sẽ đặt cái vấn đề là tìm mối quan hệ giữa cái góc tới và góc khúc xạ nó sẽ như thế nào, đồng thời là cho các em nó tìm hiểu lại cái nội dung mà lớp 9 nó đã học luôn. Thì tức là mình sẽ làm cái thí nghiệm. Thí nghiệm thì ở trường phổ thông thì nó sẽ có cái bộ thí nghiệm này. Thì khi thực hiện tiến hành thí nghiệm thì sẽ cho các em nó xác định cái góc
tới và góc phản xạ qua các cái lần đo. Rồi sau đó các em nó sẽ xử lý cái số liệu này. Rồi từ cái số liệu cũng như là cái đặc điểm về tia khúc xạ nó sẽ có đặc điểm gì nằm trong mặt phẳng tới và nó nằm như thế nào so với tia tới, thì từ cái thí nghiệm đó cho các em nó rút, nó khái quát hóa thành cái định luật gọi là định luật khúc xạ ánh sáng. Thì em chỉ trình bày chung chung thì quý thầy cô coi có góp ý gì thêm hay không. Em dừng theo từng phần mình góp ý hay là em báo cáo hết ạ? Chắc cô Hoa báo cáo xong cái nội dung Hết luôn đi qua ơi. báo Tại cáo vì luôn đi. báo cáo hết nó dạ vậy báo cáo hết. Vậy thì đây là cái phần gọi là xây dựng định luật từ cái quan sát thực nghiệm. Cái cách xây dựng hình thành định luật thứ hai đó là quan sát trực tiếp và khái quát hóa lý thuyết. Là ở đây sẽ có các cái giai đoạn là quan sát, thu thập các cái số liệu thực nghiệm rồi thông qua quan sát. Rồi học sinh sẽ mô tả bằng lời về cái hiện tượng mà quan sát và những cái điều kiện mà trong hiện tượng đó diễn ra. Cái giai đoạn thứ hai là sẽ cái khái quát hóa những cái kết quả quan sát được, làm nổi bật cái chung, cái bản chất giống nhau và phân biệt những cái điều kiện không cơ bản và những điều kiện cơ bản trong cái hiện tượng diễn ra. Con cô Hoa cho cô Dung vô với. Cô Hoa cho cô Dung vô với. Hình như cô Dung đang ở phòng chờ. Đâu em không thấy sao? Rồi rồi vô rồi. Rồi, giai đoạn 3 là giải thích những cái kết quả quan sát được. Thì ở giai đoạn này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là học sinh sẽ giải thích được cái kết quả quan sát nhờ vận dụng những kiến thức, những định luật đã biết. Và cái quá trình nhận thức kết thúc là cái sự giải thích và hoạt động nhận thức đi đến giải thích một cái hiện tượng mới nhưng không đem lại một cái định luật mới. Cái trường hợp thứ hai là học sinh đã vận dụng tất cả những kiến thức, những cái định luật đã biết để giải thích hiện tượng nhưng mà không thành công, bắt buộc phải đưa ra một cái phỏng đoán hiện tượng diễn ra do một cái tính chất mới của sự vật, một quy luật mới của hiện tượng mà trước đó ta chưa biết. Và cái lời phỏng đoán đó là một cái giả thuyết, và phát biểu một cái giả thuyết có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ra mệnh đề, và cái quá trình nhận thức là cần phải tiếp tục để xác định xem cái giả thuyết đó có đúng đắn hay không. Thì trong thực tế học sinh có thể đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau, và để giải thích cùng một cái hiện tượng thì khi đó cần thảo luận, kiểm tra rồi chọn một cái giải thuyết có nhiều cái triển vọng nhất, và đó là biểu hiện của cái tư duy. Và cái giai đoạn thứ tư tức là cái giai đoạn 3 là học sinh nó sẽ vận dụng những cái kiến thức để nó giải thích cái hiện tượng mà đưa ra, nhưng mà nó không không đủ để giải thích cái hiện tượng mà vừa quan sát, thì cần phải đưa ra một cái giả thuyết. Thì và kiểm sau khi mà đưa cái giả thuyết đó thì sẽ kiểm tra giả thuyết đó có đúng đắn hay không bằng cách là sẽ làm cái thí nghiệm. Làm thí nghiệm thì sẽ kiểm tra cái giả thuyết đó có đúng hay không. Và khi mà nếu mà làm thí nghiệm mà cái kết quả thí nghiệm nó đúng như cái giả thuyết mà nêu ra thì mình sẽ rút cái đưa ra cái giả thuyết đó khái quát nó thành cái định luật. Và giai đoạn thứ năm là vận dụng cái định luật đó vào thực tiễn. Thì khi mà vận dụng thì nó sẽ giải quyết là nó sẽ giải thích được cái hiện tượng cái ban đầu mà mình đặt cái vấn đề vào, rồi sẽ giúp cho các em nó hiểu và nắm vững cái định luật hơn. Thì ở đây có một cái lưu ý là một số các cái định luật thì được xây dựng đã thông qua bằng quan sát trực tiếp, khái quát hóa lý thuyết và khái quát hóa thực nghiệm luôn. Thì ở đây em đưa ra một cái ví dụ, thì cái ví dụ này là nó sử dụng luôn cả về thông qua quan sát trực tiếp, khái quát hóa lý thuyết và khái quát hóa thực nghiệm luôn. Tức là đưa ra một cái vấn đề, một cái hiện tượng để cho các em nó giải thích, nhưng mà với những cái kiến thức các em nó nắm được đó, thì không giải thích được, thì đòi hỏi các em nó sẽ đưa ra một cái giả thuyết. Và khi mà đưa ra giả thuyết thì để xem là cái giả thuyết đó nó có đúng hay không, thì các em nó bắt buộc nó sẽ làm cái thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết đó. Khi mà giả thuyết đó nó đúng thì sẽ phát biểu thành định luật.
và sẽ vận dụng cái định luật đó giải thích cái hiện tượng ban đầu đưa ra, hay là giải thích các cái hiện tượng sự vật khác mà có liên quan tới định luật. Rồi giờ là em trình bày cụ thể cái ví dụ. Thì ở đây là em vận dụng cái bài quá trình đẳng tích định luật Sackler. Thì giai đoạn 1 là quan sát thu thập các cái số liệu thực nghiệm. Thì ở đây là sẽ đặt cái vấn đề cho các em là lớp xe mà bơm căng để ngoài nắng thì có thể bị nổ không? Tại sao? Thì với cái kiến thức mà các em đã biết về thiết động học phân tử chất khí, thì học sinh nó sẽ mô tả và giải thích được là khi nhiệt độ tăng thì áp suất nó cũng tăng. Nhưng mà giai đoạn 2 thì vậy thì ở đây khi mà khái quát những cái kết quả quan sát được đó, thì phân biệt cái điều kiện cơ bản và những điều kiện cơ bản không cơ bản trong cái hiện tượng diễn ra. Đó là qua cái hiện tượng mà học sinh mô tả được ở trên đó, thì có thể khái quát được là giữa cái áp suất và nhiệt độ nó có liên hệ với nhau, nhưng mà cái điều kiện thể tích của khí trong cái hiện tượng đó nó sẽ như thế nào đó, thì mình sẽ đưa ra cái khái niệm quá trình đẳng tích. Và cái giai đoạn 3 là giải thích những cái kết quả mà quan sát được. Thì với kiến thức biết về cái thuyết động học phân tử chất khí, thì học sinh biết được là nhiệt độ khí tăng thì áp suất cũng tăng. Tuy nhiên các em nó sẽ không khẳng định được rằng là liệu rằng là trong cái quá trình đẳng tích đó, thì áp suất và nhiệt độ tuyệt đối nó có tỷ lệ thuận hay không. Do đó thì cần phải đi kiểm tra cái giả thuyết này. Thì giai đoạn thứ 4 là sẽ tiến hành thí nghiệm để đi kiểm tra cái giả thuyết mà đặt ra, tức là trong quá trình đẳng tích thì liệu áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí nó có tỷ lệ thuận hay không. Thì khi tiến hành thí nghiệm thì ở đây thì sau khi tiến hành thí nghiệm thì xác định áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí qua các cái lần đo, thì xử lý thì số liệu thì các em sẽ rút ra được là giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối sẽ có quan hệ là tỷ lệ thuận. Vậy thì qua đó thì các em sẽ rút ra được cái đưa ra cái định luật gọi là định luật Sackler. Thì vận dụng định luật vào thực tiễn, thì tức là tới đây thì sau khi mà rút ra được cái định luật rồi thì sẽ yêu cầu các em nó sẽ giải thích lại cái tình huống lúc ban đầu mà mình đưa ra. Và qua cái đó thì mình cũng giáo dục luôn cho học sinh về vấn đề thực hiện an toàn giao thông, tức là trong trường hợp nếu mà bơm xe mà để bơm xe quá căng mà mình chạy xe mà nhanh trong cái thời tiết mà nắng nóng thì có thể là sẽ làm bánh xe bể và dễ gây tai nạn. Thì thông qua đó là mình giáo dục luôn các em. Thì đó là cái cách xây dựng định luật theo cái cách thứ hai. Cái con đường thứ ba xây dựng định luật đó là xuất phát từ những cái mệnh đề lý thuyết tổng quát đã biết. Thì ở đây là có 5 giai đoạn. Thì giai đoạn thứ nhất là nêu lên một cái hiện tượng thực tế mà ta chưa giải thích được hoặc chưa thể dự đoán được diễn biến của nó, chưa thể biết được mối cái quan hệ giữa các cái đại lượng nào đó. Giai đoạn thứ hai là nêu lên một cái mệnh đề lý thuyết mà ta đã dự đoán rằng có liên hệ với hiện tượng đang xét, và mệnh đề này có giá trị chân thật, nghĩa là đã được chứng minh rồi. Giai đoạn 3 là thực hiện một cái phép suy luận diễn dịch để từ những cái mệnh đề lý thuyết rút ra một cái hệ quả logic, trong đó là đã nêu mối quan hệ giữa các cái sự vật hiện tượng như một cái định luật vật lý. Và giai đoạn thứ 4 là làm thí nghiệm để kiểm tra cái dự đoán. Và giai đoạn thứ 5 là vận dụng vào thực tiễn. Thì ở đây thì em cũng lấy ví dụ luôn là ở lớp 10, tức là về xây dựng mình đi tìm cái phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Thì giai đoạn 1 là mình sẽ nêu lên một cái hiện tượng thực tế nhưng mà chưa giải thích biết được cái mối, tức là nêu một cái hiện tượng thực tế mà các em quan sát á, là nhúng một cái quả bóng bàn bẹp vào nước nóng thì cái quả bóng này nó phồng lên như cũ. Thì trong cái quá trình này thì mình sẽ đặt cái vấn đề trong cái hiện tượng này là cả nhiệt độ, thể tích và áp suất của lượng khí chứa trong quả bóng nó sẽ đều thay đổi. Vậy thì phải dùng cái phương trình nào để xác định mối liên hệ giữa các cái thông số lượng khí này. Thì sau khi mình nêu cái vấn đặt cái vấn đề thì giai đoạn 2 là mình sẽ nêu lên một cái mệnh đề lý thuyết, thì dựa vào hai cái định luật Boiler Mariotte và định luật Sackler đã được học, mình xây dựng cái phương trình. Cái giai đoạn 3 là thực hiện một cái phép suy luận diễn dịch để từ những cái mệnh đề lý thuyết mà mình rút ra cái hệ quả. Đó là thì để lập cái phương trình đó thì ta sẽ chuyển cái trạng thái 1 sang trạng thái 2 thông qua một cái trạng thái trung gian.
Và khi mà thao thông qua một cái trạng thái trung gian thì ứng dùng hai cái định luật đó thì mình sẽ viết được hai cái phương trình. Và từ hai phương trình đó thì mình sẽ biến đổi biểu thức toán học để rút ra cái phương trình trạng thái. Và giai đoạn thứ tư thì mình sẽ thực hiện, mình tiến hành thí nghiệm để mình kiểm tra cái phương trình đó. Rồi giai đoạn thứ năm là mình vận dụng định luật đó vào thực tiễn, tức là mình sẽ cho các em nó giải thích về một cái hiện tượng hay một cái dụng cụ. Thì ở đây là về em có lấy vào đó là giải thích về cái cách mà sử dụng dụng cụ của nhà bác học Galilei. Thì ở đây em đã trình bày xong ba cái cách mà xây dựng định luật. Thì thầy cô có gì đóng góp thêm cho em? Thì em cũng nói thêm là khi mà em làm ba cái định luật này xong á thì em thấy rằng á là thật ra đó thì đi theo ba con đường định luật, nhưng mà theo em nghĩ á là đưa về giống như các cái phương pháp mà bây giờ mình học á, thì thật ra nó giống như các bước mà xây dựng theo hai phương pháp, đó là phương pháp thực nghiệm và phương pháp giải quyết vấn đề, thì em thấy là nó dễ hình dung hơn. Thì thật ra em thấy nó cũng giống giống vậy mà không biết đúng không, thì có gì chút nữa thầy cho em biết luôn. Em xin hết quý thầy cô đóng góp thêm. Mời cả thầy cô gặp ý đi nhé. À, em xin có ý kiến xíu ha. Dạ, mời thầy thấy. À, cái bài của cô Hoa thì nói chung em thấy trình bày rất là kỹ rồi. Em cũng để mấy phương pháp nhưng mà em cũng mới làm có mình cái ví dụ, một một ví dụ thôi. Thì nhưng mà ở cái phương pháp đầu tiên Dạ. đó cô Hoa, ở cái phương pháp đầu tiên thì mình có dùng cái ví dụ là định luật khúc xạ ánh sáng, thì em thấy phương pháp đầu tiên này nó chỉ phù hợp cho mấy cái định luật nó mang tính lý thuyết thôi. Còn cái ví dụ như là cái ý thứ nhất của định luật khúc xạ ánh sáng là hợp lý. Lúc mà em làm thì em thấy em cũng định đưa cái định luật khúc xạ ánh sáng vào, thì em thấy cái ý thứ nhất thì nó hợp lý hơn. Còn cái ý thứ hai thì là mình phải kết hợp thí nghiệm rồi đúng không? Giống như cô Hoa cũng có trình bày á, là ở cái ví dụ hai là cô Hoa nói là nó phải kết hợp cả hai cái phương pháp lại với nhau á, là thấy cô Hoa nói chỗ đó là quá hợp lý luôn á. Lúc em làm Có nghĩa em là cũng lưỡng lự, thật sự là khi làm rất là khó luôn, tại vì giống như khi mình làm theo lý thuyết mình ghép vô đây thấy nó thật ra nó cũng thấy là nhiều nhiều là mình là khái các khóa từ cái thực nghiệm để mình đưa ra. đó thì cái một này này là mình giải quyết được gạch đầu dòng thứ nhất thôi à. Cái định luật nó có hai ý đó, thì cái ý thứ nhất à, còn cái ý thứ hai mình phải dựa vào cái thực nghiệm đúng không, Đúng rồi, dựa vào đo số liệu thực nghiệm thì nói thì như cái cô này là khái Hoa. khái quát hóa từ thực nghiệm đó. Thì ý là cái ý thứ hai á, thì mình phải xây dựng được cái công thức, thì không biết là mình đặt ở cái phương pháp này hay là ở cái phương pháp sau. Thì cái xây dựng công thức là từ thực nghiệm là mình đo số liệu đúng không, là cũng từ cái phương pháp này. Thì lúc đầu đó, thì em lại nghĩ là nó chỉ phù hợp với lại cái ban đầu thôi, vì cái này chỉ là khái quát hóa từ quan sát thực nghiệm thông qua quan sát trực tiếp thôi, chứ chưa có Không, tính toán phức tạp. tại vì thật ra nó cũng là thực nghiệm chứ anh, nó cũng là thực nghiệm, tức là cũng phải thông giống như là từ thực nghiệm, từ cái mà mình làm thí nghiệm này kia mình mới rút ra được. Còn cái mà khái quát hóa từ lý thuyết, tức là bản thân mình cũng có sử dụng cái lý thuyết đã có sẵn rồi, nhưng mà cần phải thêm cái phần thực nghiệm nữa. Đúng rồi. Đó thì theo em như vậy, nên em sắp xếp nó như thế. Cảm ơn cô Hoa, tại vì lúc em làm cái này em cũng nghĩ tới cái định luật khúc xạ ánh sáng, thấy nó cũng phù hợp với cái phương pháp này. Dạ. Thì em thấy thực nghiệm là phù hợp, nhưng mà còn cái ví dụ như cái định luật Sắc Lơ lúc nãy là thật ra là dựa trên cái khái quát hóa lý thuyết, tức là các em vận dụng lý thuyết đã học rồi, tức là thuyết tổng hợp phân tử chất khí nó có thể giải thích được. Nhưng mà vấn đề đặt ra là cái mối quan hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối liệu nó có quan hệ đó hay không, thì mới cần thêm cái thực nghiệm nữa để mình kiểm chứng cái giả thuyết mình đưa ra nó có đúng hay không. Tức là cái đó là mình bao gồm cả mà cả ba cái luôn, tức là vừa quan sát trực tiếp, vừa khái quát hóa thực nghiệm, mà vừa khái quát hóa lý thuyết luôn. Cho nên em mới đưa ra cái ví dụ kia, ví dụ định luật Sắc Lơ. Nói chung em thấy bài của cô Hoa trình bày thì rất là kỹ, rất là tuyệt vời đấy. Em làm có một ví dụ thôi. Cảm ơn cô Hoa. Dạ, em cảm ơn thầy Thị. Các thầy cô khác đóng góp thêm.
Dạ, các thầy cô có ai đóng góp thêm không ạ? Nếu mà không thì thầy giải th thầy trả lời giùm em câu hỏi đi thầy ơi. Lớp không có ai gọi ý thế mà. Alo. Đó là ta phải hiểu hết ấy, thì ta mới dạy nó, mới gọi là nó mới thực sự là cái câu của trong truyện kiếm hiệp mà có câu là vô chiêu thắng hiệp chiêu, mà muốn vô chiêu thì trước hết cũng phải có hiệp chiêu cái đã. Nghĩa là những cái này mình khi mình nắm được nguyên tắc của nó rồi ấy, thì mình sẽ đi dạy thì mình cũng cần phải nhìn vào cái gì nữa cả, mà mình sẽ có thể bỏ hai tay với túi quần mình vẫn giải được một cách thoải mái. Thì trước mắt là cái này nó có ba cái con đường. Con đường một là quan sát trực tiếp và khai quật thực nghiệm, con đường hai là quan sát trực tiếp khai quật lý thuyết, con đường ba là xây dựng cái định luật dựa trên một cái nguyên lý hoặc là một cái thuyết nào đó, gọi là nó rất là tổng quát. Thì cái khác nhau giữa ba cái này là gì? Trước mắt nó giống nhau là cái gì ạ? Giống nhau của mấy này đây là gì ạ? Alo, cô nào vừa trình bày thì trả lời cho tôi luôn dạ, nhé. Dạ. Giống nhau của ba cái này là gì? Dạ. Ta phải hiểu nó giống cái nào khác cái nào đấy nhé. Còn nếu mà không thì ta lại thấy nó giống giống nhau cả, thì cuối cùng nó lại đâm ra là chạy nó lại sai. Cả ba cái giống nhau đó, phải không thầy? Ừ, giống là gì? Dạ, giống nhau là em thấy là đều thông qua mình quan sát hoặc là một cái hiện tượng thực tế nào đó rồi mình giải quyết cái mà mình thấy mâu thuẫn đó thầy, để mình rút ra một cái mình kiểm tra, mình rút ra một cái định luật. Phải tức thế là thông 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 qua một cái sự vật nào đó mình để mình có thể khái quát, mình đưa ra một cái định luật đó thầy. Đói có ý kiến khác, cái này khác nhau, giống nhau chỗ nào, khác nhau dạ, theo nào? Theo em thì ba cái này nó giống nhau là đều xuất phát từ cái trực quan sinh động thầy ơi. À, không, được thôi, cái này thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái con giống nhau cái gì nữa không? Và khác nhau là cái gì ạ? Khác nhau cơ bản là cái gì? Khác nhau, theo em khác nhau em thầy. Ví dụ như con đường thứ nhất là từ cái gọi là cái thí nghiệm, tức là thông qua cái thí nghiệm thực tế để mình có thể mình rút ra một cái định luật. Rồi cái thứ hai là mình phải tức là mình dựa trên cái lý thuyết, mình đưa ra cái giải thuyết, mình kiểm tra rồi mình để mình rút ra. Còn cái thứ ba là mình dựa trên những cái mệnh đề đã có, mình tức là dựa trên nhiều cái thuyết rồi mình ghép nó lại để mình rút ra nó thành một cái định luật. Theo em thì em làm em thấy gì mà không biết phải không? Nhiều khi hiểu thật sự luôn á thầy, nhiều khi dùng từ nhiều khi không biết nó đúng với để ý của thầy không? Không, các bạn nó phải dạy đúng nữa, các bạn mình dạy cho đúng, mình hiểu được hết thì mình đi tìm được cái cách và mình nhìn vào cái là mình sẽ thấy ngay. Sau đấy mình muốn trước mắt muốn dạy cho được cái phần bình thường này nè, là nó phải thế nào, sau đó muốn dạy phát triển năng lực thì nó phải thế nào, tất cả đều phải nó có cái cách của nó cả. À, cái cách này không phải là do một người nghĩ ra mà nó là của khoa học đấy, nó theo đúng con đường của khoa học. Trước mắt đúng. Nó giống nhau là cái gì? Giống vậy nhau là, ở đây thì nói chung là làm nảy sinh một cái vấn đề phải không thầy? Không, nói chung là cái vấn đề không có vấn đề gì ở đấy cả. Cái định luật là cái gì? Định luật chính là mình tìm một cái mối quan hệ mà có tính quy luật đó. Tính quy luật của các hiện tượng và sự vật nào đó. Nó không phải là tìm cái mình sẽ bị thường thường mình hay đi. Tôi để ý là chúng ta học cái ngành phương pháp này mà nhiều khi ta hay bị dùng từ tẩu hỏa nhập ma, bằng cách là ta cứ nghe cái chuyện là nào là phương pháp dạy học này, nào phương pháp dạy học kia, và ta lật lộn nó cả lên. Thực ra nguyên tắc của phương pháp dạy học là cái gì? Thì theo như định nghĩa của phương pháp dạy học của một cái ông nhà bác học của Liên Xô, người ta định nghĩa rất đơn giản. Phương pháp dạy học sẽ gồm có, nghĩa là nó là có công thức của nó, là bao gồm một cái perceive cộng với một cái phi. Trong đó cái perceive chính là gì? Đó chính là cái phương pháp nhận thức. Và cái phi chính là gì? Đó chính là những cái mang tính tâm lý và giáo dục, cái yếu tố tâm lý và giáo dục để gai vào đó, và nó sẽ trở nên một cái phương pháp dạy học.
Cho nên cái gốc cốt lõi của phương pháp dạy học phải lấy chính là phương pháp nhận thức. Đây là ta đang học cái phương pháp nhận thức đấy. Thì cái mà của ta đang làm đây là một cái mình đi theo những con đường của nhận thức thôi. Con đường, ba con đường này để mình nhận thức một định luật thì nó sẽ đi theo cái cách của nhà khoa học là bắt buộc phải có, nó nằm ở trong phương pháp. Muốn dạy cho đúng thì phải theo con đường này. Còn lại muốn cho hay thì sẽ có thêm, nghĩa là thêm các yếu tố về tâm lý. Đó là phải mình phải trải nghiệm nhiều, mình có qua những câu chuyện, mình qua những bài hát, mình qua những bài thơ, mình qua những hiện tượng, mình qua những cái sự trải nghiệm của bản thân để mình nhìn thấy, mình cho học sinh nó đưa vào những cái gọi là những cái trạng thái tâm lý hứng phấn để tạo ra cái động lực cho nó học. Cái đấy thực ra là tôi, nếu mà ta dạy trực tiếp ấy thì tôi sẽ nói cho các anh chị một số cái điểm đặc biệt của nó về dạy học. Muốn dạy hay nó phải có, nói chung là nó đều phải, cái thứ nhất lõi nhất của nó chính là nhận thức. Nếu mà ta không đi theo đúng mà ta cứ mang máng cái này với mang máng cái kia thì ta sẽ dạy là nó sẽ học, chắc chắn nó học. Bây giờ ta quay trở lại cái ba cái con đường nhận thức này này. Cái nhất ta đi tìm cái quy luật đấy thì thông thường thế này, ngày xưa ấy, các nhà khoa học ấy, thì người ta cũng làm như thế. Trước hết nó sẽ quan sát các hiện tượng của tự nhiên, gọi là quan sát trực tiếp. Sau đó người ta khái quát hóa thực nghiệm, thì đó là con đường một đấy. Khái quát hóa thực nghiệm nghĩa là gì? Tư duy của họ là tư duy gì? Tư duy đây là tư duy có tính quy nạp, nghĩa là từ những cái hiện tượng đơn lẻ để từ đó hình thành nên một cái hiện tượng tổng thể và nó đi đến cái kết quả của định luật. Và cái này chính là cái mà nó sẽ hình thành nhiều định luật ở trong chương trình vật lý phổ thông của mình. Và cái này thì nó không có cái chữ là thực nghiệm kiểm chứng nữa. Vì lý do sao? Vì nó đã hình thành cái con đường thực nghiệm. Vì thực nghiệm là chân lý, còn lý luận là sự khái quát hóa của các vấn đề thực tiễn. Cho nên hai cái này là hai cái mà ta phải để ý là nếu mà ta theo con đường một thì cái thí nghiệm sẽ đóng vai trò lõi để cung cấp toàn bộ số liệu, và từ các số liệu đó ta sẽ quy nạp để hình thành nên định luật. Ví dụ như thôi, lấy cái bài của cô như vừa rồi cô nói là định luật khúc xạ ánh sáng. Khi định luật khúc xạ ánh sáng thì trước mắt ta sẽ cho quan sát cái trực tiếp. Trực tiếp ở đây là cái quan sát của tự nhiên. Ta phải xem thử là cái hiện tượng nó như thế nào khi mà đi nhìn cá, rồi nhìn đường, rồi nhìn cái này, nhìn qua kính, nhìn qua gương, nhìn qua đủ thứ các kiểu, để thấy được là à, nó có những cái hiện tượng ánh sáng nó không phải là nó truyền thẳng nữa mà nó bị gãy khúc. Và cái vấn đề đặt ra là thế thì mối quan hệ giữa cái ban đầu, cái phương của ban đầu và cái phương sau nó sẽ có mối quan hệ như thế nào, thì ta bắt đầu vào cái thí nghiệm. Và qua thí nghiệm đó thì người ta sẽ lập, nghĩa là người ta đo thì ta hình dung là người ta sẽ đo góc Y và góc R chẳng hạn. Và khi đo hai góc đấy thì cái việc mà tìm số liệu ấy thì sẽ, cái khó của cái định luật này ấy, nếu mà ta lấy bài định luật phản xạ thì nó dễ vô cùng. Thì định luật phản xạ thì Y và R đó thì mình sẽ thấy được là nó hiện tượng nó rõ ngay, góc nó bằng nhau ngay. Nhưng mà đối với Y và R của góc khúc xạ ấy, thì các thầy cô thì thường là, thực ra là ngày xưa các nhà khoa học thì người ta làm rất là kỹ. Họ sẽ làm từ cái việc là họ lập tỷ số Y thế này cũng không ra được kết quả gì. Có thể rất nhiều người hỏi là vì sao phải lập sin Y trên sin R mà không lập là cốt, mà không lập tan, không lập gì. Thì tất cả mọi thứ đó đều phải nói chung là cái này thì đó là sự nhạy cảm, cái nhạy cảm của cái nhà nghiên cứu. Khi đó người ta lập và toàn bộ người ta khái quát đó là từ góc Y, góc R đó, thì người ta dùng các cái hàm toán để người ta đặt vào đấy. Và lúc đó thì kết quả cuối cùng là được tụt ra là sin Y trên sin R thì nó sẽ là một hằng số chẳng hạn, hiểu như thế. Thì cái đó là cái mà con đường một là con đường của ta, là nó con đường này thì tư duy của nó là tư duy quy nạp. Còn cái thứ hai là con đường hai và con đường ba. Cả hai con đường hai và ba thì là con đường thí nghiệm. Để giống nhau, tất cả đều là có thí nghiệm cả, nhưng thí nghiệm của con đường 1 chính là thí nghiệm để cung cấp số liệu để hình thành nên định luật. Còn con đường 2 và con đường 3 thì thí nghiệm chỉ là để kiểm chứng những cái điểm rút ra từ suy luận của lý thuyết. Cho nên cái con đường 2 và con đường 3 là, giả sử con đường 2 đó là gì? Quan sát trực tiếp và khái quát hóa lý thuyết. Nghĩa là cái việc mà quan sát bên ngoài,
Sau đó người ta dùng các mô hình lý thuyết để người ta đưa ra một cái câu giải thích về cái đó, người ta gọi là giả thuyết. Và sau các giả thuyết đó thì có thể có hoặc không có các cái hệ quả nó kèm theo. Và khi đó thì người ta sẽ dùng một thí nghiệm duy nhất để người ta kiểm chứng xem từ cái điểm rút ra đó đúng hay sai mà thôi. Và khi đó đúng thì xem như giả thuyết đúng, và giả thuyết đúng thì lúc đó giả thuyết đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm, thì giả thuyết đó trở thành một cái định luật. Tương tự như vậy, trong con đường thứ ba là từ cái mô hình lý thuyết tổng quát ấy, thì khi người ta dùng cái đấy thì người ta sẽ từ những cái mô hình lý thuyết, những cái nguyên lý tổng quát, người ta đề xuất ra được những cái hệ quả rút ra từ mô hình đó. Sau đó những cái hệ quả đó khi áp dụng trong một điều kiện nhất định nào đó với thí nghiệm dùng để kiểm chứng cái mà thu thập được đấy, cái mà mình được đề xuất ra đấy, nếu cái đấy đúng thì lúc đó nó trở nên gọi là cái mà mình rút ra từ giả thuyết đấy, cái hệ quả rút ra từ cái nguyên lý đấy, nó trở thành một cái định luật. Ví dụ như ở đây thì cô cũng đã đưa ra được những cái hiện tượng mà ta cũng rất là rõ trong này. Tuy nhiên giả sử ta biết là cái nguyên lý nào là nguyên lý tổng quát nhất của tự nhiên ạ? Theo các anh chị thì nguyên lý nào, cái định luật nào là định luật tổng quát nhất của tự nhiên đây? À đúng rồi, nguyên lý bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. Thì nguyên lý bảo toàn chuyển hóa năng lượng đó thì có thể rút ra được các định luật về cơ, về điện, về nhiệt. Nói chung là rất nhiều thứ được rút ra từ cái nguyên lý định luật định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng đấy. Thì khi đó tất cả những cái việc mình rút ra đó cũng là rút ra từ mô hình lý thuyết mà thôi. Và để cái đó nó thực sự đúng thì người ta phải dùng thí nghiệm để kiểm chứng. Ví dụ đây tôi thấy trên bài này cô đang đưa là cái định luật sắc lơ chẳng hạn. Định luật sắc lơ thì có thể có hai cái cách để người ta làm. Một là người ta phải rút ra từ một cái thí nghiệm của định luật sắc lơ. Thực ra cái thí nghiệm này thì có thể người ta dùng các cái sensor để người ta đo, nghĩa là cái bộ cảm biến người ta đo cái này, sự thay đổi nó nhanh mọi thứ, và người ta giữ, người ta vẫn đo được cái này, và qua các số liệu đó đó thì vẫn có thể hình thành nên định luật bằng con đường của khái quát hóa thực nghiệm. Còn cũng có thể làm như cái việc mà ta quan sát, rồi sau đó ta dùng thuyết đồng học phân tử để ta đề xuất ra một cái giả thuyết. Sau đó thì cái giả thuyết đó phải được kiểm chứng bởi một cái thí nghiệm cụ thể. Nghĩa là người ta chỉ cần đề xuất một thí nghiệm mà người ta kiểm chứng rằng à cái điều đó là đúng, thì người ta sẽ xem như cũng là định luật được rút ra. Như vậy cái con đường 2 và con đường 3 chính là con đường của tư duy. Lúc đó là tư duy của nó là tư duy diễn dịch. Diễn dịch ở đây là gì? Người ta phân tích từ những cái kiến thức đã học, từ những cái định luật lý thuyết trước đó đã có, để người ta đề xuất ra được những cái điểm đặc trưng của nó, nghĩa là tìm ra những quy luật đặc thù. Cái con đường đó về tư duy chính là tư duy của diễn dịch, hay còn nói là tư duy phân tích. Còn bên kia tư duy của quy nạp là tư duy của tổng hợp. Hai cái con đường phát triển tư duy này nó hoàn toàn khác nhau trong dạy học. Và lúc đó con người người mà mình dùng, mình dạy thì mình phải rất là biến tấu ở chỗ này để mình làm. Và lúc đó sẽ có một câu hỏi đặt ra là thế thì phương pháp thực nghiệm, phương pháp thực nghiệm có phải là phương pháp dạy học không ạ? Alo? Phải thầy. À thì câu trả lời là không phải. Phương pháp thực nghiệm ấy là một phương pháp nhận thức vật lý để mà ta đó, để mà hình thành những định luật mà thôi. Còn phương pháp nghĩa là phương pháp dạy học thì người ta gọi là hình thành các định luật thông qua phương pháp thực nghiệm, nghĩa là thông qua cái nhận thức của thực nghiệm. Thì lúc đó cái con đường 2 mà chúng ta đang làm phần lớn đây này, cái con đường 2 mà cả cánh chị Dung ấy là hay ở trong rất nhiều cái cuốn sách của nhiều người viết ấy, hoặc là nhiều người quan niệm đó là xem như là phương pháp thực nghiệm. Thực ra là cái đấy chính là cái con đường của ngày xưa các nhà khoa học ấy, người ta dùng cái thực nghiệm này người ta đưa. Và theo các anh chị thì phương pháp nào chính là phương pháp nhận thức mà hình thành được nhiều định luật nhất ở trong vật lý ạ? Phương pháp hả thầy? Ờ, phương pháp nhận thức nào? Phương pháp mà giải quyết vấn đề đúng không thầy? Đúng phải, đó là dạy học ở đây là đang là nhận thức. Thầy cho em ý kiến chút xíu hả thầy? Tại vì bị cái này là, và tại vì em học cái module đó thầy, là trên nó ghi cái phương pháp dạy học là phương pháp giải quyết vấn đề và phương pháp dạy theo phương pháp thực nghiệm.
Cho nên thành ra là em bị cái đó đó, cho nên là em cứ nói với thầy là theo hai phương pháp đó. Được rồi, tí nữa thì bữa nào mình sẽ đứng như mấy cái này là mấy cái nó học ở cấp gọi là ở bậc đại học á, người ta đều dạy qua cái mấy cái phương pháp này rồi, dạy học thông đúng qua rồi, phương pháp thực nghiệm, đó là cái dạy học thông qua phương pháp thực nghiệm nha, chứ không phải là phương pháp thực nghiệm là một phương pháp dạy học, nó hoàn toàn nó khác. Phương pháp giống như giải quyết vấn đề là một phương pháp dạy học đó. Còn lại bây giờ tôi mới hỏi cái câu này này này, trong vật lý mình muốn hình thành đến các định luật vật lý thì phần lớn các nhà khoa học sẽ dùng phương pháp nào ạ? Thực nghiệm. Đó, thì câu trả lời là phương pháp chủ đạo của nghiên cứu vật lý và hình thành vật lý là phương pháp mô hình. Vì lý do vì sao? Vì phương pháp thực nghiệm là chỉ là cái phương pháp mà khi mà làm ấy nó phải kiểm chứng sự đúng hay sai. Còn phương pháp mô hình là phương pháp vì cái thực nghiệm đúng hay sai đó nó chỉ xảy ra các điều kiện cụ thể và các hoàn toàn là lý tưởng. Còn những cái phương pháp mô hình thì nó có thể dùng để tiếp cận và nó giải quyết các cái vấn đề cốt lõi của các cái hiện tượng và sự vật thôi. Cho nên thực tế ra là khi mà ta đọc những cái vấn đề về vật lý, ta phải hết sức cẩn thận đọc kỹ. Và cái phương pháp mô hình cũng là một phương pháp nó rất là hay để mà dạy, và ta phải hiểu sâu về nó để mà ta nắm bắt được tất cả cái này. Còn tôi trả lời luôn là cái phương pháp giải quyết vấn đề là cái phương pháp dạy học, thì vì nguyên tắc của phương pháp dạy học nó có bốn cái cách để mà hiểu, gọi là bốn cấp độ của phương pháp. Cái này thì chắc là ta phải học rồi chứ nhỉ, tôi cũng hiểu là cái gì đã học rồi. Cái cấp độ cao nhất của phương pháp là gì? Đó là tiếp cận. Cái cấp độ thứ hai của phương pháp đó là chiến lược. Phương độ cấp độ thứ ba của phương pháp chính là cái mà ta hay dùng từ phương pháp của ta đấy. Đó. Và cái cấp độ thứ tư cụ thể nhất đó là kỹ thuật. Và toàn bộ cái từ kỹ thuật dạy học đến phương pháp dạy học đến chiến lược dạy học và cuối cùng là tiếp cận dạy học, đó chính là bốn cái người ta đều dùng trong cái đó gọi là phương pháp dạy học. Và trong bốn cái mức độ như thế thì giải quyết vấn đề dạy học, giải quyết vấn đề gọi là một chiến lược dạy học. Là vì sao? Vì trong đó, vì sao gọi là chiến lược? Vì lý do là một chiến lược như vậy thì nó bao hàm nhiều thứ ở đó, nó bao hàm nhiều cái nội dung của phương pháp ở trong đó. Ví dụ như khi thì phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, cái đặc trưng của nó là tình huống có vấn đề được tạo ra bởi những cái nguyên tắc của cái mà tôi nói lúc đầu, đó là tâm lý học. Phải tạo ra được cái tình huống có vấn đề chính là tình huống có mâu thuẫn, và cái mâu thuẫn của cái kiến thức đó nó trở nên mâu thuẫn nội tại của học sinh, nó mới phát huy được là học sinh nó mới thấy là hứng thú, nó cảm thấy rằng nó thích thú. Cho nên muốn tạo được muốn tạo được tình huống có vấn đề thì không phải ai cũng làm được. Nhớ cho có hai đặc trưng của cái tình huống có vấn đề đó là gì? Một là thấy được sự mâu thuẫn, và hai là phải tạo được sự hứng thú, nghĩa là học sinh nó cảm thấy cái này hấp dẫn này, cái này thích này. Chứ không phải là mình tự nhiên mình nói cái đây có mâu thuẫn và đó là tình huống này, là nghĩa là người đọc người ta chưa hiểu về cái dạy học đó. Người ta phải có được hai cái trạng thái: một đó là cảm thấy có cái mâu thuẫn, và hai là có trạng thái kích thích được cái sự hứng thú. Và cho nên là trong này thì tôi đã nói là muốn tạo ra tình huống của vấn đề thì nên ta có nhiều cách, và trong đó thì cái quan trọng nhất đó là phải làm thế nào đó nắm bắt được tâm lý của học sinh. Có thể tạo ra tình huống bằng một cái đoạn nhạc, có thể tạo ra tình huống bằng một cái đoạn phim, có thể tạo ra tình huống bằng một thí nghiệm, có thể tạo ra tình huống bằng một chuyện kể, có rất là nhiều, bằng một đoạn thơ, rất nhiều cái như thế người ta gọi là tình huống có vấn đề. Và cái đó là một cái chiến lược, vì sau khi có tình huống có vấn đề thì để giải quyết vấn đề đó thì có thể người ta sẽ dùng con đường một, nhưng mà có thể vẫn có thể dùng con đường hai, nhưng vẫn có thể dùng con đường ba, và rất là nhiều thứ. Nhưng mà đổi cái đấy thì đối với dạy học về tiếp cận nội dung kiến thức ấy thì người ta dùng nhiều, nhưng mà để dạy học theo phát triển năng lực thì lại phải theo một lối khác hơn, có cái cách tiếp cận khác hơn một tí. Thì hôm sau khi mà tôi đưa ra một cái cách để các anh chị về chuẩn bị ấy, thì các anh chị lại phải chuẩn bị một thứ khác. Cho nên tôi muốn nói quá thế để ta hiểu, còn không người ta sẽ rất là lập, nghĩa là nó hơi bị lật lộn giữa cái này cái khác. Bây giờ tôi chốt lại cái giải định luật này này. Dạ, nhớ cho tôi này thầy. Thầy nói từ từ, thầy nói nhanh quá em ghi không kịp. Không cần phải ghi đâu, ta hiểu xấu thôi chứ con. Nhưng cái vấn đề của dạy học này ta phải nắm
Nhưng mà thầy ơi, tại vì để lâu quá, xong rồi là không có thấy là quên lý thuyết hết trơn, thầy không nhớ. Nói lý thuyết thì mình cứ từ từ mình sẽ đọc lại thôi mà. Có vấn đề gì đâu nhé, tôi chỉ nói qua cái thân để các anh chị nhớ thôi. Yeah. Nói lại ba con đường này này. Yeah. Giống nhau là gì? Giống nhau đó là đều phải có thí nghiệm để hình thành nên định luật. Cái giống thứ hai đó là gì? Đó là phải là đưa ra được những cái mối quan hệ có tính quy luật giữa các đại lượng, các sự vật, các hiện tượng. Nhưng mà cái khác nhau là gì? Khác nhau ấy thì đối với con đường một là con đường tư duy của nó là tư duy quy nạp này. Và toàn bộ cái hình thành nên định luật là phải được số liệu, phải được thí nghiệm cung cấp. Đó là con đường một. Con đường hai và con đường ba thì tư duy cơ bản là tư duy phân tích hay là tư duy diễn dịch, và thí nghiệm chỉ dùng để kiểm chứng giả thuyết đặt ra từ suy luận lý thuyết hoặc từ những nguyên lý tổng quát mà ta đã có. Xin tôi nói lại để ta hình dung như vậy cho nó dễ nhanh. Và trong đó thì nhớ cho là thí nghiệm kiểm chứng thì mình chỉ kiểm chứng một vài cái hiện tượng đơn lẻ chứ không phải toàn bộ số liệu đó để dùng để khái quát. Đó là nhớ cái đấy để mà ta hình dung. Ví dụ như cái bài mà đơn giản nhất là bài giả sử tôi nói lại cái hiện tượng về sự rơi tự do. Sự rơi tự do thì nếu mà ta quan sát để hình thành nên hiện tượng thì hôm trước ta nói rồi. Nhưng để mà hình thành nên nhuật thì cái rơi tự do nó sẽ có quy luật. Đó là chuyển động rơi tự do sẽ là một chuyển động gì ạ? Nhanh dần đều. Là một chuyển động thẳng. Nhanh dần đều. Đó. Như vậy thì quá quan sát, quá mọi thứ thì ta có thể đề xuất ra giả thuyết như vậy. Tuy nhiên, để mà đề xuất giả thuyết như thế thì để kiểm chứng thì ta phải làm thế nào để kiểm chứng ạ? Thì trước hết ta phải kiểm chứng là gồm có này, chuyển động thẳng là một, và hai là gì ạ? Nhanh dần đều. Đó. Như vậy thẳng thì ta làm thế nào để mà chuyển động, để mà kiểm chứng chuyển động thẳng ạ? Đó là dùng phương pháp gì ạ? Đó là ta sẽ dùng cùng sẽ thí nghiệm kiểm chứng, và người ta sẽ dùng là phương pháp đánh dấu bằng cái téo giấy con lắc ấy, để sau đó đánh dấu vào cái điểm cho nó chuyển động xuống, đánh dấu vào điểm đấy, xong đó cắt giấy để cho nó rơi, thì nó rơi đồng điểm đấy thì xem chuyển động đó là chuyển động thẳng nha, kiểu như thế. Thì cái còn chuyển động để mà nó khẳng định nó nhanh dần đều ấy, thì ta sẽ có một cái hệ quả để ta rút ra, đó là nghĩa là chuyển động nhanh dần đều thì hoặc là ta sẽ đo cái quãng đường để xem thử trong một khoảng thời gian thì quãng đường đi được nó phải tỷ lệ, quãng đường nó tỷ lệ với bình phương của thời gian không. Hai là người ta đo vận tốc tại những cái thời điểm khác nhau để người ta lập ra xem thử là cái trong cái khoảng delta t thì có phải delta v như thế nào không, là không đổi không. Thì tất cả cái đó thì người ta dùng ấy, thường ở trong phổ thông thì người ta dùng cộng quang, cảnh gì chắc là có cái cộng quang đúng không? Yeah. Thì đấy, đó là cái mà người ta làm để người ta làm là người ta kiểm chứng cái đấy. Người ta kiểm chứng thông qua cái suy luận lý thuyết của ta là gì? À, tôi quan sát tôi thấy nó rơi nhanh như thế, nó thẳng như thế, và tôi dự đoán là nó là thẳng nhanh nhân đều. Thì lúc đó tôi sẽ dùng cách là tôi suy luận logic, tôi suy luận xem từ hệ quả nó rút ra là cái gì. Thì tất cả những cái thứ đó thì ta sẽ kiểm chứng cái hệ quả đó, thì ta cũng khẳng định được cái lý thuyết mà ta vừa rút ra để hình thành nên định luật. Và rất 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 nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như những cái định luật nào thì ta sẽ dùng bằng con đường một. Ví dụ trong vật lý phổ thông ạ. Ít hay nhiều ạ? Nhiều, nói chung là nhiều. Dạ, thực nghiệm nhiều. Không, cái đấy cũng không phải là thực nghiệm đó. Cái phương pháp thực nghiệm là cái phương pháp là con đường hái ấy. Mình gọi là phương pháp thực nghiệm. Nhá. Dạ, dạ. Cái bài về định luật Hooke đó thầy. À đúng rồi, định luật Hooke chắc chắn rồi. Nói chung là nhiều nữa. Dạ. Chắc chắn còn nhiều nữa. Thì ta về ta sẽ tìm và ta đưa ra theo con đường nào thì ta sẽ suy luận. Và tất cả mọi thứ thì ta đều, đấy là tôi xin nhắc là lâu đến giờ, bữa đến giờ tôi dạy, nhưng mà thực tế là chưa dạy cái gì mới đâu nhé. Đáng là hoàn toàn hệ thống lại tất cả những thứ ta đã học hết. Nhưng mà tôi muốn á, tôi nói là nguyên tắc của tôi này, đó là học thì ta học càng, có vẻ là ta học càng nhiều kiến thức thì cái vấn đề là ta phải có một điểm đứng cho vực
nghĩa là ta phải có nền tảng chắc chắc, thì sau đó ta học cái gì ta sẽ thấy là nó thoải mái. Còn nếu mà ta chưa chắc những cái ở dưới thì ta học cái gì ta bay bay giữa chừng ấy. Ta nói bay bay ở trên trời ta không thấy được là cái ta nên như thế nào cho nó thực sự là hợp lý. Cho nên cái mà tôi muốn để các anh chị ôn lại hết cái này chẳng qua nó như vậy. Yeah. Bây giờ có ai trình bày thêm một cái bài ví dụ về mấy cái này nữa không? Nói nào. Dạ, chị em tắt. Rồi, được rồi. Cảm ơn chị Di đấy nhỉ. Chị Hoa phải không? Dạ, Hoa. Rồi, cảm ơn chị Hoa. Dạ. Rồi, ai em? Dạ, em xin trình bày thêm một cái ví dụ ạ. Rồi, mời Thủy đi ạ. Dạ. Thầy cho em xem màn hình. À, thì về cái lý thuyết thì cũng giống như cô Hoa hồi nãy trình bày, cho nên cái lý thuyết em cũng xin bỏ qua ở đây, em trình bày cái ví dụ ha. Thì hồi lúc đầu em nói cái ý tưởng thì ngay cái phương pháp thứ nhất đó, cái con đường thứ nhất là đạt tới định luật thông qua quan sát trực tiếp và khái quát thực nghiệm, thì ngay từ đầu em cũng có cái ý tưởng là dùng cái định luật khúc xạ ánh sáng á, thì nãy cô Hoa cũng có trình bày qua. Thì ở đây em xin trình bày cái thứ ba. Cái thứ ba là đạt tới định luật xuất phát từ những mệnh đề lý thuyết tổng quát đã biết. Thì ở đây em xin trình bày về cái ví dụ là dạy học định luật bảo toàn động lượng của một hệ cô lập. Thì ở đây em chia thành các cái giai đoạn riêng theo cái ý tưởng của mình thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ trình bày với học sinh về cái hệ cô lập là hệ như thế nào. Sau đó xét một cái hệ cô lập gồm có hai vật nhỏ tương tác với nhau. Khi mà tương tác thì hai cái lực này là hai lực trực đối, thì hai cái lực ở trong cái hệ vật đó là hai cái nội lực của hai vật. Thế ở giai đoạn 1 thì em sẽ cho học sinh quan sát thí nghiệm về sự va chạm trực đối của hai vật. Trong các cái trường hợp khác nhau thì hai vật chạy ngược chiều, hai vật chạy cùng chiều, hoặc là trong trường hợp là có một trong hai vật đứng yên. Đấy. Thì ở giai đoạn 2 mình sẽ gợi mở một số cái kiến thức để các em nó biết cái hướng đi á. Thì ở đây ví dụ như mình đặt các cái câu hỏi như là sau va chạm thì ta có thấy động lượng của hai vật nó thay đổi thế nào, thì có lúc thì thấy động lượng của vật tăng, có lúc thì thấy động lượng của vật giảm. Đấy, thì ta sẽ hỏi trong một số thí nghiệm thì cái thí nghiệm nào động lượng có tăng lên, động lượng có giảm đi, thì ta thấy nó liên quan gì đến khối lượng hay là vận tốc ban đầu của các vật. Phần động lượng thay đổi này thì nó có mối quan hệ gì không giữa các cái động lượng thay đổi, thì ta thấy là có vật thì động lượng tăng lên, có vật động lượng giảm xuống, vậy thì cái phần động lượng này có mối quan hệ gì không. Đấy, cũng giống như là động năng hay là thế năng nó có tăng có giảm chẳng hạn. Thế thì ở giai đoạn 3 thì em sẽ cho học sinh nó phân tích cái quá trình va chạm để suy luận được cái định luật bảo toàn động lượng. Thì đầu tiên mình cũng phải đưa ra cái tổng động lượng ban đầu của cái hệ kín là vector B bằng B1 cộng B2. Thì khi mà cho nó va chạm với nhau á, thì lực tương tác ở đây là lực trực đối và theo định luật 3 Newton. Thì học sinh, mình sẽ hỏi học sinh là cái hai cái lực tương tác này có mối quan hệ gì theo cái định luật 3 Newton á. Thì em đặt cái câu hỏi. Thì đương nhiên là các em nó đã học qua cái định luật, mới học xong thì nó phải biết là F1 bằng chế F2 hoặc ngược lại. Đấy, mà ở cái phần này thì trước khi tìm hiểu cái phần này thì ta đã phải tìm hiểu cái độ biến thiên động lượng bằng xung lượng của lực. Thì từ đây ta mới đặt cái câu hỏi cho học sinh để cho nó dẫn dắt đến cái phần tìm ra độ biến thiên động lượng có liên hệ gì với lại các lực F1, F2. Hoặc là ở đây ta có nhiều cách lắm. Ta có thể gợi ý để học sinh nó nhân delta T hai vế
của cái phương trình F1 bằng trừ F2 á, thì ta cũng ra được hai cái độ biến thiên động lượng nó bị trái dấu nhau. Hoặc là ta cho học sinh nó viết cái công thức độ biến thiên động lượng liên hệ với lại xung lượng của lực, thì ta sẽ thấy ngay là do F1 nó bằng trừ F2 cho nên là ta cần học sinh nó suy ra được cái tổng độ biến thiên cuối cùng. Thì ở đây do hai cái này nó, hai vector này bằng nhau và ngược dấu cho nên tổng độ biến thiên cuối cùng của nó sẽ phải là bằng 0. Đấy. Thì ở đây mình có thể đặt câu hỏi là tính độ biến thiên của động lượng của cả hệ sau va chạm. Thì khi mà học sinh nó tính được độ biến thiên bằng 0 thì chứng tỏ là cái động lượng ban đầu và cái động lượng sau của cả hệ là bằng nhau. Thì đó là cái giai đoạn 4 mình rút ra cái kết luận. Thì ở đây thì nó là một cái mở rộng thêm ra nhiều hệ vật khác nhau thôi, chứ còn ở đây em cũng không có nêu cái ứng dụng cụ thể trong thực tế. Còn nếu mà ở đây thì trước đó ban đầu em không có trình bày cái ứng dụng thực tế. Một số cái mình có thể nói thêm trong lúc mình dạy thì ở đây mình thêm cái phần ứng dụng thực tế nữa. Ví dụ như mình giải thích, mình có thể nói trong một số bộ phim Ấn Độ chẳng hạn, là người ta đi cái xe máy mà người ta đạp cái ô tô nó quay, thì cái điều đó là nó có đúng hay là sai, thì để học sinh nó cũng biết là độ biến thiên động lượng của các vật nó cũng vừa phụ thuộc vào khối lượng rất là lớn, cho nên là khi mà cái xe máy đạp cái ô tô thì cái ô tô nó bị văng thì cái điều đó là nó sẽ vô lý do cái độ biến thiên động lượng của cái ô tô nó phụ thuộc rất nhiều vào khối lượng. Với lại nói chung là cái chỗ này, cái ví dụ thực tế em chưa có chuẩn bị được cái chỗ này lắm, vì cái động lượng này nó, cái ví dụ thực tế nó cũng hơi khó ở ngoài thực tế. À, thì cái ví dụ dạy học định luật của em trình bày vậy ạ. Mời các thầy cô cho cái ý kiến. Thầy Thủy, tôi có ý kiến một chút xíu thầy Thủy nha. Dạ. Cái ứng dụng thực tế của bài đồng cái bài định luật bảo toàn động lượng này á, thì theo tôi nghĩ là mình nên ứng dụng, có thể lấy ví dụ cho các em thấy là cái ứng dụng thực tế đó là ta có thể giải thích được cái hiện tượng chuyển động của các cái tên lửa ấy. Tên lửa ấy, thì muốn tên lửa bay về phía trước thì phải có cái lượng khí nó phục ra phía sau. Thì theo tôi nghĩ là cái đó là thực tế đấy thầy Thủy. Thì không biết là quý thầy cô khác thì nghĩ như thế nào. À đúng rồi, đúng rồi, mấy cái ứng dụng thì phải dùng cái biểu thức động lượng để giải thích, tức là dùng biểu thức động lượng để giải thích chứ còn không thể nói sơ qua được, cho nên là thành ra ở đây em cũng chưa có trình bày cái đó. Thì mấy cái ứng dụng như là súng bắn khi giật, rồi là ứng dụng tên lửa là như thầy Vinh nói là đúng ạ. Thầy Thủy cho em coi cái chỗ lại giai đoạn 1 với thầy Thủy. Dạ. Cái này là cho học sinh quan sát thí nghiệm về sự va chạm trực đối của hai vật. Này là thí nghiệm mình cho coi thí nghiệm là chuyển động hai vật sao, mình có nói điều kiện gì không thầy Thủy, hay là bất cứ cái cho hai vật nó chuyển động là được? Có chứ, ngay từ đầu phải nói xét hai hệ hai vật kín thì coi như là cái phần ma sát rất là nhỏ để mình có thể bỏ qua được chứ. Cái em điều kiện hệ kín nói thì được, nhưng ý em nói lý thuyết thì gì đó, nhưng mà em đang cần là cái quan sát thí nghiệm á, là mình có thực tế mình cho học sinh coi được cái đó không, có cái thí nghiệm đó không? Thì nếu mà mình dạy thì mình phải làm cái thí nghiệm đó chứ, ví dụ như là quan sát cho nó trên một cái đường thẳng, trong trường hợp một số ví dụ giống như là hai hòn pizza va chạm với nhau trên một cái mặt phẳng nhẵn chẳng hạn. Thầy Thủy ơi, chắc là thầy Thủy hiểu nhầm cái ý của cô Hoa rồi. Ý của cô của có cô Hoa, liệu ý... có thể không có làm được thực tế trong ngay trên cái trên lớp học mình làm được cái thí nghiệm thực tế hay không? Thì có chứ, có chứ.
Cái đó là bình thường mà, giống như em với anh làm cái bộ thí nghiệm ném xa đó thôi, cái đó mình tự làm bình thường mà có gì đâu. Không, ném xa thì được, nhưng mà cái thí nghiệm này á, theo em biết á, nếu mà để loại bỏ được ma sát là phải cho trên đệm không khí á. Thực tế cái thí nghiệm này em thấy khó lắm nha. À thì Để đương nhiên rồi, làm sao mà mình loại bỏ nên hoàn toàn là một nếu trăm mà phần trăm ma sát được. em thấy nên là thế, nếu mà cho xem thí nghiệm thì em thấy nó không biết nó có phù hợp hay không. Theo em là cái giai đoạn một thôi, thì làm vậy thì nó có phù hợp không thôi. Tại Theo vì thật em thì phải quan ra sát thí nghiệm thì nó mình rõ ví dụ ràng. tại tại vì theo em á, ví dụ như khi mình đưa lấy ví dụ đây là không chỉ vì là mình lấy lý trên cái lý thuyết, mà mình lấy ví dụ sao mà mình thật sự là mình nghe mình phải vận dụng được, chứ còn nếu mà nói trên lý thuyết không với mình áp dụng thực tế không được, nó làm sao kiểu nó khó. Ý em vậy á. Theo thầy Vinh ấy, câu hỏi là thực tế mà nói là trong cái thí nghiệm này ấy, thì mình chỉ có thể mình làm giảm đến mức tối đa cái lực, thì chẳng như mình làm trên cái mặt phẳng là mặt phẳng ít ma sát, chẳng như trên cái bìa gương đấy, bìa trên cái mặt phẳng kín ấy, cô Dạ. ho thì nó Dạ. tạm thời, chứ còn nếu là mình loại bỏ hết cái lực ma sát thì không nếu loại bỏ được cô ho. Thì Thì theo thế thì làm sao mà mình loại bỏ hết ma sát? không thể tại bỏ vì được, theo nhưng theo mà như mình cứ làm thế. thầy, dạ theo như thầy nói nãy, ví dụ như cái cách xây dựng của cái hướng thứ hai với hướng thứ ba đó, là khi mình sẽ cần cái gọi là cái thực nghiệm để mình kiểm tra xem cái giả thuyết mình đưa ra nó có đúng hay không. Mà nếu như mà mình kiểm tra mà nó không đúng là xem như cái giả thuyết mình đưa ra là sai. Vậy thì cái thí nghiệm mà mình đưa ra mà mình làm không được á, là coi như mình đâu có thuyết phục được học sinh. Thì thật ra nếu mà mình muốn chắc chắn là mình phải là có làm rồi mình mới xác định là có đúng 100% không. Chứ thật sự à, có nhiều cái thí nghiệm em nói thiệt, mình nghĩ là nó ra đúng nhưng mà khi á, mình thực hiện thí nghiệm á, nó ra không có đúng. Có những cái lý thuyết mình nói trên lớp cho học sinh, nhưng mà tới lúc mình dẫn học sinh nó lên thực hành thí nghiệm, đôi khi có những cái à, nó không đúng lý thuyết luôn. Em nói thiệt, ngay cả ví dụ như cái thí nghiệm định luật Boyle-Mariotte, cái thí nghiệm của bộ cấp cho mỗi trường cái bộ thí nghiệm nó luôn, nhưng mà thực tế có những cái bộ đưa về á, khi mà giáo viên làm á, kết quả nó không ra được cái con số Nhưng đó, mà cái thí thì nghiệm lúc này đó thì làm luôn sao thuyết đúng phục. cô Hòa, cái thí nghiệm này quá đơn giản, chỉ cần lấy Không, 2 hòn không, visa thực hiện là xong, nhưng mà nếu mà như không vậy cần thì ma thầy sát để giảm quá nhiều. Ở đây thầy mình chỉ xét tương đối thôi, chứ dạ, bây giờ mà còn đòi những đệm không khí với các không thứ thì phải mình ý trở thành nhà khoa học em, mất không phải rồi. là em không phải là em đòi, nhưng mà ý em nói là nếu như cái thí nghiệm mà mình đưa ra mà mình, tại vì chỗ cái dụ như giai đoạn một mình đưa ra là như vậy, nhưng mà khi ví dụ như xuống đây mình chứng minh bằng công thức mình đã học, nhưng mà ví dụ như cái thí nghiệm mà mình làm ra ví dụ như nó không ra vậy thì sao? Tại thật sự cái này em chưa làm thì không biết thầy Thủy đã làm và được như vậy chưa. Còn cái bài lúc nãy của em, cái bài phương trình trạng thái, thật sự là làm hai cái định luật Boyle và Shackler thì làm em có số liệu rồi, nhưng mà còn thật sự em hỏi ở đây là chẳng qua em muốn biết để có gì dùng cho em có thể vận dụng để em dạy thôi, em hỏi để em học hỏi thêm thôi. Chứ thật ra đó cái bài này thật sự luôn, mà khi mà dạy mà là kiếm thí nghiệm em để làm đó, thật sự rất là khó luôn, chứ không phải là Tức là cái em bắt này chắc là buộc. thế này, thực tế là ta đúng như cô Hoa phải không, cô Hoa nói phải không? Dạ, đúng rồi thầy. Ừ, vấn đề đúng như thế đấy. Ta vấn đề ta phải ý, ta bài này ta phải xem thử đối với cái tiến trình mà dùng từ trong sách giáo khoa nó xây dựng từ lâu đến nay ấy, thì có hai cái hướng để làm thí nghiệm của cái này. Cái hướng thứ nhất là người ta dùng đệm không khí, cái thứ hai là người ta dùng trên quyển mạng để mà thả rơi trên mạng. Không biết là các anh chị đã làm bao giờ chưa, tôi thì tôi làm ở đấy nhiều lắm và tôi cũng đã từng thấy cái ở trường phổ thông nó có rồi. Và thực ra ngày xưa thì cái việc mà đệm không khí thì cũng thể làm, gọi là cũng thể mình cũng thể tự mình làm được, nhưng mà còn cái mạng ấy, thì rất nhiều sinh viên ngày xưa nó làm được cái đấy. Tuy nhiên để mà dùng từ là nó chính xác 100% thì nó khó, và cái vấn đề nó sẽ có cái độ sai số nhất định. Cho nên khi mình chọn để mà xây dựng cái thí nghiệm này theo con đường nào là cái quan trọng. Và không biết là ở trong này thì anh Thủy anh đang chọn theo con đường nào ạ? Đường 1 hay đường 2 hay đường 3? Dạ, con đường 3 thầy. Con đường 3 là từ một cái, nghĩa là từ một cái mô hình hay một nguyên lý tổng quát đúng không? Thì vấn đề nó thế Vâng. này.
vấn đề ấy, thì cái bài này thì rõ ràng là có hai cách để tiếp cận cái này. Không biết là các anh chị đã đọc cái cuốn của thầy Phạm Hữu Tông ngày xưa thầy xây dựng cái này chưa? Vấn đề của nó là người ta ông Tông thì ông lại có một quan niệm khác hơn khi xây dựng cái này, là ông không xây dựng khái niệm đồng lượng trước đâu. Vì khái niệm đồng lượng nó xây dựng trước nó khó. Vì thế nên ông sẽ xây dựng chung là ông quan sát, ví dụ như ông, đầu tiên là ông cho quan sát thí nghiệm. Sau đó ông cho quan sát thí nghiệm thì ông mới, nghĩa là cho hai chiếc xe nó va chạm trên đường không khí chẳng hạn, trên một phương, cùng một phương để mà xem. Sau đó thì vấn đề ông đặt ra là ông cho nhiều cái thì ông, vấn đề ông đặt ra là không phải ông đặt vấn đề về đồng lượng liền, vì vì thực ra là học sinh như đấy nó không chả hiểu đồng lượng là cái quái gì, như đấy mọi thứ nó như thế nào cả, rất là khó. Ta hình dung là ta đặt vào vị trí người học mà ta nhìn ấy thì nó sẽ rất là khó. Vì thế nên ông sẽ quan điểm thế này này, ông sẽ hỏi ấy là sau va chạm ấy thì cái mối quan hệ giữa vận tốc của hai vật thu được với khối lượng của hai vật thì có mối quan hệ như thế nào. Nghĩa là ví dụ một chiếc xe nhẹ, đáng lẽ có nhiều học sinh là con nhiều sinh viên ngày xưa đi dạy là con nói là lấy hai xe cho hai chiếc xe va chạm vào nhau, nhưng mà điều đấy thì gọi là như thế nó cũng đúng về dạy học, với ta cũng nên để cho học sinh nó nói là cái chuyện xe nó tông vào nhau được. Mà vấn đề ấy là cái sự va chạm đó thì cái mối quan hệ giữa cái vận tốc trước và sau va chạm nó có quan hệ gì với cái khối lượng của vật trước và sau va chạm. Sau khi mà đặt vấn đề thế, quan sát như thế thì cái lý thuyết ở đây là gì? Đó là lý thuyết về định luật 3 Newton đúng không? Gọi là định luật 3 Newton. Rồi sau định luật 3 Newton này còn kéo thêm là định luật 2 Newton nữa, vì rõ ràng F bằng MA đấy là phải là cả định luật 2 nữa. Cho nên ở đây thực tế con đường ở đây chính là con đường 2. Đó là con đường 2 thôi, chứ không phải là con đường 3. Con đường 3 là chỉ là một từ một cái nguyên lý nào đó tổng quát thì mình rút ra. Còn con đường 2 là con đường mà mình bằng các suy luận lý thuyết đại học. Thì lý thuyết đại học đấy là à, có va chạm thì sẽ có, nghĩa là có sự tương tác giữa hai vật. Mà có sự tương tác thì sẽ dùng định luật 3 Newton. Rồi có sự tương tác mà có khối lượng, có gia tốc thì sẽ dùng định luật 2 Newton. Và từ suy luận toán học đấy thì mình rút ra được là cái mối quan hệ giữa vận tốc và khối lượng là có. Nghĩa là có thể là V1 trên V2 vector thì bằng từ M2 trên M1 chẳng hạn, nó kiểu như thế. Nghĩa là vì vì lúc đó là mình đang nói là giả sử là nó va chạm khi ở trạng thái đứng yên là mà, hoặc là thế này thì kia, thì tùy theo mình tính cái chỗ đấy. Thì lúc mà mình làm cái đấy rồi á thì cái thí nghiệm mình kiểm chứng, thí nghiệm kiểm chứng là phải làm thế nào đó. Cái quan trọng nhất ở đây là cái gì ạ? Là đó vận tốc của hai vật, dùng từ nha, ngay, có từ ngay này mấy cái khó. Nếu mà ta hình dung ấy, ta hình dung được là ngay trước và sau va chạm, các bạn có hình dung được chỗ này không ạ? Vì đúng là rồi. Cái đó là ngay trước và sau va chạm nó đó thế nào? Đúng rồi, đúng rồi. Nó à, rất khó, không phải dễ tí nào cả. Nó rất là khó ở chỗ là vì chúng ta nói lý thuyết thì ta thấy ở va chạm thì mọi thứ thoải mái, nhưng mà đó ngay và trước, ngay trước và sau va chạm thì nó là cực khó. Vì thế cho nên người ta dùng ấy là kiểm chứng thôi. Kiểm chứng thì cách hay nhất là người ta dùng lò xo nén lại và cho hai cái xe đứng yên, và sau đó thì người ta đó chỉ là đo vận tốc của sau khi mà cắt cái dây để mà lò xo nó bung ra thôi. Thì cái này cũng là một cái cách gọi là hơi gượng ép một tí thì để mà nó ra được kết quả. Tôi muốn nói lại cái chỗ đó là vì để ta hình dung. Còn cái kiểu thứ hai đó là người ta sẽ dùng chuyển động ném ngang, nghĩa là người ta dùng trên cái máng và người ta thả rơi ở những cái độ cao khác nhau để mà tăng cái tốc độ, và người ta đo cái tầm xa của nó để người ta tính toán. Thì tất cả mọi thứ đó thì đều phải rất là cẩn thận, rất là chu đáo mới tính toán được. Để mà ta nhìn nhận ấy là cái việc này, việc mà để mà kiểm chứng cái này thì không dễ tí nào. Dùng từ là không dễ. Lúc này tôi đồng ý quốc hóa thôi. Cái này nó không phải là dễ để mà ta kiểm chứng đâu. Khó. Nhưng mà vẫn có thể làm được. Nhưng mà phải... Nói chung tôi cũng hiểu là vì sao mà các trường là không có đệm khí nhỉ? Thế ta dạy một loạt cái bài vẫn có đệm không khí làm sao nhỉ? Dạ. Ở trường vẫn có đệm không khí thật. Dạ. Hả?
Nhưng mà cái bài này thì em thấy cũng chỉ cần thiết kế là có ngay cái thí nghiệm chứ có đúng thầy. Tại vì là cái ma sát lăn mà nó cũng nhẹ mà nó đâu bị ảnh hưởng lớn lắm đâu. Và cái thí nghiệm này nó cũng đơn giản mà. Không, cái vấn đề là thế nào, nếu thế thì vận tốc trước, ngay trước và sau va chạm làm sao đó, đó bằng cái gì? Làm sao đó được vận tốc của vật trước và sau va chạm ngay ấy. Thầy ơi, thầy cho bạn bạn ân vào cái thầy ơi. Cái đấy hình như để đang Thủy đang đang hot à? Em chuyển hot cho thầy ạ. À, chuyển rồi Nhưng à? mà cái này là mình không có đo số liệu mà Ô, kiểm chứng là phải đo số liệu chứ. thầy. Kiểm chứng sao lại không đo số liệu? Kiểm chứng là bắt buộc phải có số liệu để kiểm chứng. Không, em vẫn đang hot đấy thôi ạ. À. Em kết thúc cái xem màn hình đi. À, dạ. Có ai đã vào nó nè, có vào hết Nãy rồi, có nãy ai giờ đâu vào. thấy ân vào đâu mà cứ bảo cho ân vào. Ừ, cũng thấy. Ân bị văng ra thầy, mạng yếu ấy văng ra cái giờ muốn vô lại. Vô có thấy vô đâu. Rồi, nãy giờ em cũng không thấy luôn á. Ừ. Chắc là vô đâu rồi, vô phòng ngủ ấy có nhưng có thấy vô đâu. Dạ, từ từ thầy ơi. Từ từ. Cái này 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 cái mà ta Thủy thì mình hiểu cái ý của Thủy, nghĩa là hình dung là một cái thí nghiệm để mình đo cho nó va chạm mà mình xem như là cái ma sát đấy nó nhỏ. Nhưng mà cái vấn đề đối với một cái định luật bảo toàn động lượng nó có nhiều cái cực khó ở đấy này. Cái thứ nhất đó là cái nó là một động lượng, một đại lượng vector, cho nên nó phải đi theo cả cái hướng nhất định của nó, cho nên người ta dùng đệm khí ấy, là có cái ý của nó là như thế. Còn cái mạng kia là cũng là dùng cái mạng là để cho nó cụ thể như thế. Cái thứ hai á, là cái đó là phải đo được cái vận tốc tức thời trước và sau va chạm, nó rất là khó. Cho nên cái này thì nó phải phải được làm thông thường. Cái mà hay nhất thì người ta dùng là người ta dùng sensor, người ta làm trên đệm khí mà còn dùng sensor nữa, người ta dùng sensor đo tốc độ, nghĩa là cả cái cảm biến tốc độ ấy. Còn cái thứ hai là cũng có sensor thôi, thường các trường phổ thông ở miền Bắc thì mình thấy nhiều đấy, không biết ở trong đấy thế nào mà ở Huế mình thấy có, đó là có cả cái đệm khí cái bộ ngày xưa ấy, nó tương đối chính xác thôi, và người ta dùng cả cái cổng quang, dùng cổng quang này người ta đo cái chuyển động qua cổng quang của xe. Thì thôi cái này thì xem như là tùy theo cái của từng trường để mà mình dùng, để mình sử dụng, mình dạy đó, ý tứ là thế. Em thì cứ nghĩ là xây dựng đơn giản theo cái phương pháp dạy bình thường thôi chứ còn Vâng, đâu đâu được, nếu đâu được. mà Nếu thế dạy mình đang dạy nữa, nghĩa là mình đang ép cho học sinh nó phải chấp nhận thôi, con nó nếu mà dạy theo đúng là nó phải đúng bài đúng bản nên nó phải được như thế. Vì dạ nguyên đúng tắc rồi. thế này này, nguyên tắc của dạy học là gì? Nếu mà mình dạy mà để cho học sinh nó nói thì thôi kiến thức đấy nó nắm được rồi, nó dùng để nó làm bài tập ấy thì là một câu chuyện. Nhưng mà chuyện thứ hai là cái vấn đề nó để hình thành đến tư duy của nó nhìn nhận cái vấn đề, nó thu thập các số liệu, nó phân tích để nó đề xuất, cái đó mới là cái khó. Dạ. Chứ còn nếu không thì mọi thứ, ngày xưa tôi nhớ tôi có một cái ông bạn, không phải là bạn mà ông đấy là ở trường cùng ở khoa lý đấy, ông đi thực tập sau đó thì ông về ông dạy ở trường ở Huế luôn. Thì ông dạy bài vật lý ông dạy khoảng 20 phút là ông dạy xong rồi, ông dạy xong bài bài một cái bài người ta quy định 45 phút, ông dạy 20 phút rồi. Còn 25 phút sau là ông chỉ cho học sinh làm bài tập thôi. Thế thì sau đến lúc thì ban giám hiệu người ta mới mấy khi đấy tôi đang làm trưởng khoa mà này, ban giám hiệu mới gọi của trường, nó bảo là bây giờ ông đào tạo ông trách là nói đi, ông đào tạo thế nào mà giáo viên về mà dạy thế này. Thì mình cười mình bảo là cơ bản là cái anh phải xem thử ấy, là mục tiêu của anh là để học sinh nó làm nó được cái gì. Nếu học sinh nó chỉ để nó luyện bài tập để nó thi cử ấy thì cũng là một câu chuyện, nó sẽ dạy. Thực ra là nếu kiến thức vật lý mà mình dạy cho nó theo cái hình thức là mình thông báo cho nó rồi nó đọc sách để nó trả lời mình, thì 1 giờ học mình có thể mình dạy 15 phút 20 phút vẫn có thể xong, đương nhiên 45 phút vẫn có thể xong, mình mở rộng này mình mở rộng khác có thể thêm nữa cũng xong. Nhưng vấn đề là mình phải để cho nó hình thành nên những cái thói quen về mặt tư duy thì nó là cả một khoa học. Cho nên mình đã nói là có lần đó, có lần là ngày xưa là có đại học tổng hợp, đại học khoa học ấy,
học ra, người ta vẫn đi dạy. Họ bảo là tôi có kiến thức là tôi dạy được thôi, có gì đâu. Thì cái việc đó là người ta không hiểu thế nào về khoa học sư phạm, nghĩa là người ta chưa chưa đạt đến cái kiểu của dạy học đúng. Cho nên tôi muốn là các anh chị phải hình dung ra cái cách thức dạy học cho đúng, mà ta phải hiểu nó đi như thế thì cái tư duy học sinh nó sẽ đi như thế nào, cách thức nó làm thế nào, nó bắt nhịp thế nào, nó thu được cái gì, và nó phải phân tích, nó so sánh cái gì. Chứ còn vì nó có sách, cái thứ hai nó được đi học thầy ngoài học thêm rồi, nhiều khi nó đã học cái đấy rồi thì ông thầy ông sẽ dạy cái gì ở đó. Thì cách hay nhất của ông thầy đó là phải đi cho nó vào cái guồng của nó về mặt tư duy, để nó phân tích, nó so sánh, nó làm thế nào để nó hình thành được cái nội dung kiến thức đấy. Cho nên chắc có lẽ là cái vấn đề này người ta còn phải, vì trong cái bối cảnh mà theo kiểu là dạy học để phục vụ thi cử và chủ yếu để làm bài tập, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện nó như thế. Nhưng mà tôi đoán là càng về sau, khoảng trong vòng khoảng 5 năm tới thôi, thì sẽ thay đổi hết, thay đổi rất là cơ bản, đúng với tinh thần là thay đổi căn bản và toàn diện được. Nếu không ta dạy cũng được thì nó sẽ khó, nó sẽ bị đào tạo lại, nó đi đào tạo lại. Và thực tế là hiện tại đây, để thực hiện chương trình mới, ta đi tập huấn các mô đun, thì hầu như là những người đi tập huấn ấy, là tìm được cho người mà đủ, gọi là nắm rất là chắc về những cái lý thuyết dạy học mới để mà dạy ấy, thì cũng khó, mà vẫn đáng tinh thần ấy, là thôi cứ cố gắng giảng viên các trường đại học đi. Nhưng mà trong khi đó cái câu hỏi là thế thì giảng viên các trường đại học đó được ai tập huấn và đạt đến như thế nào thì khó. Thực ra khi mà tôi làm học, có cái học ở một cái lớp mà tôi học hai khóa ở Singapore theo đoàn của Bộ Giáo dục ấy, mà về cái phát triển chương trình nhà trường này thì mới thấy được là cái cách của người ta chuẩn bị cho giáo viên để thực hiện chương trình mới thì nói chung là nó công phu vô cùng, và nó tốn hàng mấy năm trời, đào tạo rất bài bản, bồi dưỡng rất bài bản, kỹ càng. Trong khi đó mình thì vẫn, vì mình có tiền mà, Việt Nam mình đang hơi nghèo một tí, cho nên là cái câu chuyện bồi dưỡng nó vẫn đang bị hạn chế. Có nhiều thầy cô đi nhưng mà thực ra người ta vẫn chưa hiểu được, chưa hiểu hết các cái vấn đề liên quan đến cái dạy học. Cái này đòi hỏi phải có một cái sự trải nghiệm và có một cái được gọi là được tập huấn một cách bài bản của các chuyên gia thế mới được. Nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ, đối với lớp của chúng ta là chúng ta học, xem như trường hợp này cũng là trường hợp mà chúng ta đang được bồi dưỡng dần. Vấn đề tiếp theo là tôi muốn nêu ra để các anh chị chuẩn bị cho tôi này. Thì cái chốt của cái dạy học theo định luật thì các anh chị về tiếp tục ta làm thêm, ta nhìn nhận, và tôi xin nhắc lại là lúc này ba con đường đó tôi đã phân tích cái cách thức để ta làm rồi, ta cũng cứ đi theo con đường này đi để ta biết. Tiếp theo là ta ứng dụng của vật lý vào trong khoa học này, của con trong kỹ thuật này, cái đấy chắc là anh chị chuẩn bị rồi đúng không? Dạ. Yeah. Sau đó này các anh chị chuẩn bị cho tôi này câu trả lời cho tôi này, cái mối liên hệ giữa cái việc tổ chức hoạt động nhận thức này với dạy học phát triển năng lực nó có mối liên hệ gì, ta về ta suy nghĩ thử này. Đó là cái việc mối liên hệ gì thầy ơi, đọc lại thầy ơi. Mối liên hệ giữa tổ chức hoạt động nhận thức như bữa nay ta học ấy, bữa giờ ta đang học ấy, ta dạy học theo định luật dạy học theo này, đó chính là hoạt động nhận thức. Còn ta là ta tổ chức nó đi theo cả con đường đấy cho nó bài bản. Yeah. Thì nó có mối quan hệ như thế nào đối với cái dạy học phát triển năng lực mà chúng ta đã hình dung lâu nay. Sau đó các anh chị chuẩn bị cho tôi hai cái phương pháp dạy học mà theo quan điểm tôi là các anh chị phải nắm chắc. Một là phương pháp dạy học dựa trên vấn đề, gọi là problem based learning. Gì thầy ơi? Problem based learning nghĩa là dạy học dựa trên vấn đề, problem ấy. À dựa, dạ rồi, ok. Chứ không phải là dạy học giải quyết vấn đề của mình đó nhé. Giải quyết vấn đề.
Dạy học giải quyết vấn đề là dạy học nó cũng phải là cái nó cái mà tôi đang muốn nêu ở đây. Và cái thứ hai là dạy học dựa vào dự án, nghĩa là project based learning. Một bên là problem based learning nha, một bên là project based learning. Phương pháp dạy học dựa trên dự án và phương pháp dạy học dựa trên vấn đề, đúng không thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Thì gồm có lý thuyết này, nó như gồm có các bước như thế nào, mọi thứ thế nào này, chuẩn bị ví dụ này, mỗi người chuẩn bị đi một cái này, chuẩn bị thôi một nhóm được, một nhóm hai người cứ chuẩn bị một cái dự án, một cái nên cái có ví dụ cụ thể và nắm cho được cái thân của nó. Vì rất nhiều người nghe có vẻ rất dễ nhưng mà làm là nó cứ trục trặc, vì ta không chắc, chúng phải nắm chắc kỹ. Còn cái chuyện mà dạy học giải quyết vấn đề rồi thì dạy học cái kia thì nó là học ở các bậc đại học cả rồi, đáng cũng cần phải quá quan tâm nữa. Và tôi sẽ trong buổi khi mà các anh chị trình bày thì tôi sẽ nói luôn là vì sao tôi phải cho các anh chị làm cái đấy. Đó. Sẽ có ý nó như thế nào mới yêu cầu các anh chị chuẩn bị cái đấy. Tinh thần được chưa? Dạ, đường thay ơi. Rồi, thứ sáu này các anh chị trình bày cho tôi cái dạy ứng dụng, dạy học ứng dụng của vật lý trong kỹ thuật. Và trả lời cho tôi cái câu hỏi đấy. Xin nhắc là nhóm nào cũng phải trình bày nhé, chứ còn cứ vì tôi muốn đang để tinh thần là anh em đang gọi là được quyền chủ động sáng tạo cả, chứ chưa phải ép ai cả nhá. Dạ vâng. Rồi. Dạ. Thầy ơi. Dạ. Vâng. Thầy ơi. Ơi. Bữa thầy nói mở cho biết mặt thầy chưa, thầy chưa cho thầy thấy mặt. Ở trên thầy mạng mà. Đó, gì? Không, không, coi ở đây muốn thấy mặt thầy luôn ơi. Thầy mở luôn là cho biết, nhìn điều tra lên mạng lâu lắm thầy ơi, nhiều. Rồi, cứ trả trên mạng để cho biết nha. Rồi được. Đến buổi cuối ta tính cho nó gì. Trời ơi. Được sao gì cũng biết mà. Hoa nôn nóng quá, chắc thầy đẹp trai nó dạ, không, bởi vì cô ơi học mà không biết thầy mình là ai nó khó chịu không cô? Ừ. Cái này nó có cái hay của nó. Nha. Thầy ơi. Ơi. Mà buổi sau là mình giải quyết hết